Hey, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Lanta cùng với Brian. Và chiều ngày hôm nay thì Brian sẽ dẫn các bạn đi đến ăn một cái nhà hàng lẩu này. Đây là nhà hàng lẩu Băng Chuyền các bạn, phía sau lưng mình tên là I Love Hot Pot. Thì cái nhà hàng lẩu này rất là ngon của người Việt Nam. Bây giờ mình sẽ đi vô trong để các bạn coi là lẩu Băng Chuyền ở đây nó có những cái món ăn gì ở bên trong nha. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nha các bạn. Cái nhà hàng lẩu này là I Love Hot Pot, thì nó nằm trong khung một chung với cái khu là I Love Bowling luôn các bạn. Thì trong này có trò chơi bowling nữa, thì hình như là mình nghĩ là nó cùng một chủ á. Đây là chủ của Việt Nam luôn. Giờ mình sẽ đi vào trong. Nhà hàng bên trong rất là đẹp. Cái viết bằng chuyền nè, đó, đồ ăn lại cài. Ở đây là có mấy cái nước lẩu, chẳng hạn các bạn vô các bạn chọn nước lẩu trước. Ở đây mình có lẩu Thái nè, nước lẩu Thái, rồi nước lẩu bò, nước lẩu gà. Rồi nước này là nước rau thôi, và dành cho người ăn chay á. Còn này là kim chi, đó thì các bạn vô các bạn chọn nước lẩu trước. Thì mỗi cái nước lẩu này là giá 3 đồng, đó. Rồi bây giờ các bạn bóc những cái dĩa trên này, các bạn bóc những cái dĩa trên đó thì nó sẽ tính màu. Chẳng hạn như mà các bạn bóc dĩa màu trắng thì là $1.50, còn các bạn bóc dĩa màu xanh này là $3.50, rồi cái màu xanh dương là $2.50. Rồi những cái dĩa lớn hơn là những cái đồ ăn nó chất lượng hơn, chẳng hạn như cái dĩa màu hồng này là giá là $4.50 một dĩa. Rồi cái dĩa màu đỏ đỏ này là $5.50 một dĩa. Thì người ta sẽ canh vào cái màu của những cái dĩa trên này để hồi người ta tính tiền các bạn. Đó. Thì cái nhà hàng này nó cách nhà mình cũng khoảng có 5 phút lái xe các bạn, rất là nhanh. Cũng sát bên lề, tại mấy cái nhà hàng này cũng gần gần nhau lắm. Thì nhà hàng này mở này cũng khoảng được 2 năm rồi đó, tầm đó. Và mà khi bắt đầu mở là người ta vô ăn rất là đông luôn. Đặc biệt là ngày cuối tuần, ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần rất đông, mà kể cả Mỹ cũng vô đây ăn nữa. Chứ không hẳn ở Việt Nam đâu. Rồi, cho em gửi với dạ. Bấm nút nổi, bấm nút tết rồi. Bấm thử nút này. Dạ. Ở đây là cái nút mình điều chỉnh cái nhiệt độ nè. Chẳng hạn như mở lên là on off, rồi tăng cái nhiệt độ lên, giảm xuống, rồi tăng lên. Đó. Đây là cái nước lẩu Thái nè các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình lấy cái nước chấm nha. Cái nước chấm ở ngoài rất là nhiều cái loại nước chấm. Ok. Tên. Chẳng hạn như đây chow tofu hay là oyster sauce, này dầu hào. Mình sẽ lấy mỗi thứ một chút. Thường thường là mình trộn là hết tất cả luôn, chứ mình không có lấy cái nào nhất định hết. Và mình sẽ lấy ở đây nó có hoisin sauce nè, bỏ một chút xíu vô. Yeah. Đặc biệt là cái nước mắm gừng các bạn rất là thơm, mình rất là thích cái này. Cho một xíu ớt nữa. Cái này các bạn muốn lấy nhiều bạn lấy nha. Mình sẽ bỏ mấy cái lặt vặt này vô. Đây là bên đây là tỏi. Tỏi người ta bằng một xíu. Thank you.
con bạch tuộc, đây là tôm, còn dưới đây là thịt bò, ở dưới là bò bắp. Đó, giờ mở nắp này các bạn thấy không, thịt cá hồi rất là tươi luôn á. Đó, hấp dẫn. Rồi mở cái nắp bên này, có này là bạch tuộc nè, này bạch tuộc chứ không phải mực nha, mực cái là nó có riêng nữa. Bên đây mình thích ăn bạch tuộc hơn. Rồi đây là tôm. Còn bên đây là bò sắc mỏng, còn đây là giống như là bò bắp. Đó, hai loại bò luôn. Còn mình lấy đây là cái con này là, còn đây là cái con mà đây là cái con muscle các bạn, giống như là con chim chép đại loại vậy đó. Đây các bạn, đó đây con lớp sờ nè, đó này đây con lớp sờ em luôn. Ok các bạn, trong lúc mà bây giờ nước đang sôi các bạn thấy không, đó bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái này vô. Đó, bây giờ mình có hết đầy đủ mấy cái đồ ăn ở đây rồi, tức là mấy cái món mà chẳng hạn như thịt đồ á, thịt đó là cái món chính là mình có rồi, bây giờ mình chỉ đợi chút xíu mình lấy rau đó thôi. À, rau đang chạy tới các bạn đó, xong rồi mình nhúng vô đây là mình ăn vậy thôi. Mình lên đây mình lấy bún nha. Đây bây giờ nó có mấy cái loại rau, rất nhiều loại rau, chẳng hạn như rau cải xanh rồi bông cải rồi bắp, có nhiều loại rau rồi khoai môn nữa, đủ hết rồi. Cầu hủ, nói chung là cái nhà hàng mà Lẩu Văn Chuyền này rất là ngon các bạn. Ở khu vực Atlanta thì đây là cái nhà hàng Lẩu Văn Chuyền mình thấy là số 1 luôn á, mà chưa có nhà hàng Lẩu Văn Chuyền nào khác. Nếu mà các bạn mà có ghé Atlanta hay các bạn có rảnh vào ngày cuối tuần hay là những ngày khác thì các bạn có thể là ghé qua cái nhà hàng này để các bạn ăn thử, để coi cái chất lượng của nhà hàng như thế nào ha. Thôi bây giờ mời các bạn cùng ăn lẩu với mình nha. Giờ bắt đầu nó sôi lên rồi đó. Thôi là mình thích cái nước lẩu Thái trong cái nhà hàng này, tại vì cái nước lẩu Thái rất là đậm đà. Ngày lúc mà cái nhà hàng này mới mở là nó chưa có nhiều những chẳng hạn như chưa có tôm hùm, rồi nó chưa có những cái con hải sản nhiều đâu. Lúc mới mở, còn bây giờ nó rất là nhiều các bạn, giờ là có đầy đủ luôn, có hải sản, có thịt bò, nói chung là hầu như tất cả những cái món là có hết luôn. Ngon quá bạn, cái lẩu cực kỳ ngon luôn, lẩu Thái mà nó cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Hôm nay ở ngoài trời á cũng sắp mưa rồi, như là giờ đang mưa á, cho nên ăn cái món nào mà cay cay mà nóng nóng mà thôi bá cháy luôn. Bỏ mấy con bạch tuộc này vô, cái đang sôi lên là bỏ vô. Còn đây là mấy cái miếng cá hồi nè, mình rất thích ăn cá hồi đây. Dạ, nó so fresh luôn. Có salad son nữa các bạn, món rau rất là quen thuộc luôn. Cho chị đi chanh nóng nữa. Bạch tuộc chanh nè, sườn của con bạch tuộc đang quéo luôn các bạn. Và hai cái chấm này còn có tỏi rồi ở đây á, cay cay nữa, quê luôn.
cái nhà hàng này nha các bạn, là đặc biệt á, mình thấy là chỉ có phục vụ là nam thôi, không có phục vụ nữ. Phục vụ nữ là như là ở trong nhà bếp thôi, còn ở phục vụ ở đây là mấy anh chàng mặc áo sơ mi trắng rất là lịch sự, và chỉ là nam thôi chứ không có nữ. Ngày lúc trước hồi lúc mà nhà hàng mới mở thì mình cái có 1-2 bạn nữ thôi, còn bây giờ là không còn nữa, giờ chỉ 7 bạn nam phục vụ. Mấy bạn nam ở đây phục vụ rất là nhiệt tình, dễ thương, chà rất là hay. Bên cạnh đó bô lùng không? Các bạn ăn ở đây xong phải không, là no để gì các bạn chạy qua kế bên các bạn chơi bowling. À, quá hay luôn, chơi bowling xong mệt quá các bạn chạy qua đây các bạn ăn tiếp nó cùng chủ luôn đó. Rồi các bạn, giờ chắc mình chuẩn bị xử cái con lobster này, cái tôm hùm này, để nó đợi mình ăn á mà mình chưa ăn, giờ mình sẽ quất nó. Bây giờ mình chơi nguyên con tôm hùm này mình chấm. Ngon dễ sợ. À, nóng luôn các bạn. Ăn thêm miếng bún vô. Quá chất lượng luôn. Còn này có mấy miếng bò nữa nè. Ăn này xong mai tập thể dục khùng luôn. Miếng bò bự nói đã. Ăn nó mới chất. Giờ mình cho mấy cái cá hồi vô. Cá hồi rất là fresh, rất là tươi nha. Cá hồi chứa rất là nhiều chất đạm các bạn, chất đạm rất là tốt, mình rất thích là ăn cá luôn á. Cá mà các bạn nhúng vô là cỡ chừng 1 phút thôi là các bạn có thể ăn được, nhưng các bạn tái cũng được, tại thường thường mấy cái đồ hải sản là các bạn có thể ăn tái được, các bạn không cần phải nấu quá chín. Đây là hải sản mà các bạn chín bị dai, các bạn ăn hơi tái một chút ăn nó sẽ ngọt hơn. Mấy con mực là sẵn sàng để cho mình ăn rồi đó. Mấy con bạch tuộc chứ, mình thích ăn bạch tuộc hơn con mực. Mình thích ăn mấy cái xúc tua đó. Bữa trước á mình có đi ăn một cái nhà hàng lẩu của Hàn Quốc, mà không biết có phải là đúng lẩu của Hàn Quốc hay không nha, nhưng mà cái nhà hàng nó mới khai trương thì mình ghé mình ăn á, cái nước lẩu rất là dở các bạn, nói chung mình không có ngon bằng cái lẩu Việt Nam đâu. Lẩu Việt Nam rất là đậm đà, cái nêm nếm nó rất là có đặc trưng luôn, nói chung là ăn nó đậm đà vậy lắm. Còn mà cái lẩu của Hàn Quốc bữa mình ăn là cực kỳ dở luôn, nói chung là cái nước lẩu quá dở. Thì cái nhà hàng tại bữa nó cũng mới mở luôn của Hàn Quốc, nhưng mà mình vô cho mình review thử cho nên mình thấy là không có ngon, rất là tệ. Rồi mình không biết người Hàn Quốc nghĩ sao nha, mình không biết, nhưng mà ăn vô nó là dở, nó hơi hận, nhưng mà tại mình thử mình mới biết được đúng không mày. Là theo mình á thì cái nhà hàng này cái khẩu vị là những cái nước lẩu Thái này nó ngon, đó là theo cái khẩu vị của cá nhân mình, còn tùy mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác khi mà tới ăn từng cái nhà hàng. À, theo mình là ngon và đầy đủ tất cả những cái món ăn ở đây luôn, như hệ như hải sản, đa số là các bạn muốn ăn một lẩu hải sản thì ở đây là có đầy đủ các loại hải sản luôn, là nghêu nè, rồi chăm chép, rồi con mussel này nè, rồi cá hồi, thịt bò, rồi bạch tuộc, thấy không, rất nhiều loại ở đây cho các bạn chọn, kể cả có tôm hùm luôn. Hồi đó Việt Nam á, lúc mà ở trên Sài Gòn á,
mình có ăn một cái lẩu băng chiền là kichi, nghe nói là cái băng chiền của Nhật, ăn cũng một hai lần và còn hồi đó ăn thấy nó là ngon, nhưng mà mình không nghĩ là nó đầy đủ như ở đây đâu, tức là nó cũng có thịt bò, nó cũng có tôm này nọ, nhưng mà nó không có đầy đủ, nó không có, tức là từ nãy các bạn thấy ở đây có nó hầu như đầy đủ luôn, đầy đủ là hải sản luôn, rồi thịt bò rất là nhiều và rau cũng vậy nữa, và kể cả cái nước lẩu cũng rất là nhiều loại để cho các bạn chọn. Các bạn mà để nói về nhà hàng lẩu ở cái khu vực mà Atlanta nè, thì đây là một cái nhà hàng gọi là lẩu, tức là chuyên về lẩu, mà lẩu băng chiền của người Việt Nam. Ngoài ra thì có những cái nhà hàng mà những cái nhà hàng khác của Việt Nam nhưng mà cũng có bán lẩu trong đó, nhưng mà không phải là về lẩu đâu, là họ bán những cái đồ ăn khác nữa, rồi cũng có lẩu thái, nhưng mà cái phần những cái món ăn tức là có lẩu trong đó, còn nhà hàng này lại chuyên về lẩu luôn, mà lẩu băng chiền nữa, cho nên các bạn chọn lựa rất là dễ. Ngoài ra trong cái khu vực này thì các bạn cũng có những cái nhà hàng lẩu của Hàn Quốc hay là của Tàu, cũng có rất là nhiều nha. Nhưng mà thường thì người Việt ở đây họ sẽ đi ăn chẳng hạn như nhà hàng lẩu này là mới ra nè, hay là nhà mà hai cái nhà hàng lẩu của Tàu nữa, tức là của nhà hàng lẩu là 89, nhà hàng lẩu Mimi, là hai cái nhà hàng lẩu đó mà người Việt ở cái khu vực này biết đến nhiều nhất. Thì hai cái nhà hàng lẩu đó thì cái nhà hàng nó cũng nhỏ thôi mà không có lớn lắm. Thì là ở trong đó thì nó có những cái menu để các bạn phải chọn, như này các bạn kêu nguyên một set luôn thì ăn cỡ khoảng là bao nhiêu món, trong đó là cái combo về hải sản, là combo về thịt bò chẳng hạn, đó thì nó đem ra cho các bạn. Còn ở đây là các bạn để chạy cho bạn muốn lấy gì bạn lấy, rồi xong rồi ta tính tiền. Để ăn ở đây nó sẽ có cái giống như là một cái điểm gì đó có thú vị của cái thành phố Atlanta, đó chính là cái lẩu băng chuyền ở đây đó. Phía sau nè có mấy cái lẩu dưới đây đó, chẳng hạn như lẩu dê là 10 đồng, rồi lẩu đuôi bò 10 đồng đúng không, ở đây có hầm tiêu xanh là 10 đồng, lẩu gà nấm là 8 đồng, rồi lẩu bò thập cẩm, tức là ở đây có mấy cái lẩu để các bạn chọn nữa, chứ ngoài ra còn đây là cái nước lẩu thôi đó. Còn nếu các bạn có ăn mấy cái lẩu thêm người ta có thể lấy thêm, ở đây có lẩu dê nữa nha, nhưng mà giỡn đâu đó. Ok đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ kêu nhân viên ra mình tính tiền. Đó, bây giờ lúc tính tiền mới vui, tức là mình đếm dẻ, mình sắp lại màu nào để màu đó cho người ta dễ tính. Đó, không? Rất là no luôn. Thường thường mình lại ở đây là các bạn ăn rất là no. Tại biết sao không? Các bạn thấy đồ ăn nó cứ chạy tới, mà các bạn thấy đang đói mà là các bạn cứ bốc miết thôi. Bốc lại hồi các bạn, chẳng hạn như các bạn ăn phân nữa là các bạn phải ăn hết luôn, chứ bạn không ăn phân nữa là các bạn bỏ lại đâu. Đó, các bạn ăn phân nữa là các bạn phải ráng ăn cho hết. Ai xin cười. Gặp một người chị bạn ở bên kia yeah. Ở cái Atlanta đấy các bạn đi vòng vòng hoặc các bạn thấy người quen rất là nhiều. Tại vì nó cũng nhỏ, có mấy cái chỗ là mấy cái chỗ đặc biệt đúng không? Thì cuối tuần hay tới ăn, nên các bạn sẽ gặp người Việt Nam quen rất là nhiều, rất là dễ luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ kêu nhân viên ra để mà tính tiền coi là bữa ăn ngày hôm nay là giá bao nhiêu tiền các bạn. Cái này là thái to rồi. Quá nghe cái gì to. To tiền cũng to. Bạn trà thái các bạn ly đã không? Ừ ghê. Nó đã luôn. Ăn vô là ngày mai tập thể dục bù.
ngay bây giờ tính tiền bằng cái này không bạn? Không, rất là tiện lợi không? Làm theo hướng dẫn này thôi, rồi ký tên trong này luôn. Vậy mình ký tên này luôn. Ok các bạn, ngày đó mình vừa tính tiền xong thì cái bữa ăn ngày hôm nay là 48 đô, rất là rẻ, mà có một cái con tôm hùm trong đó nữa. Hôm nay rất là no, tại vì ăn bún rồi ăn rau rồi ăn mấy cái giống như là bạch tuộc rồi cá rồi bò, nói chung là đầy đủ hết luôn rồi đó. Vừa có thịt rồi vừa có hải sản nữa cho ăn, rất là no, và cộng thêm cái ly này luôn mà có 48 đô hai người thì cũng không phải là quá mắc các bạn. Một cái giá cả rất là hợp lý. Và nếu các bạn mà có ghé Atlanta thì các bạn đến cái nhà hàng Lẩu Văn Truyền I Love Hot Hot này để mà thử, cũng như là cảm nhận được cái hương vị, cũng như là hương vị lẩu ở đây của người Việt Nam, tức là lẩu theo cái kiểu của người Việt Nam, rất là ngon các bạn. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của Brian, và các bạn nhớ share cũng như là subscribe cho cái channel Hello Atlanta, và mình hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp nha.